Các em thân mến, ngay sau đây chúng ta sẽ đến với cách tiếp cận đối với bài toán điện phân, đó chính là thông qua một số ví dụ minh họa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với các ví dụ đầu tiên. Do vậy, chúng ta hãy cùng thầy Duy chuẩn bị trong tay mình, đó chính là chiếc máy tính cầm tay, vở và bút các em nhé. Chúng ta đến với ví dụ đầu tiên là ví dụ số 1. Sau một thời gian điện phân 200 ml dung dịch đồng clorua thì người ta thu được 1,12 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn ở anode. Ngâm tinh sắt sạch ở trong dung dịch còn lại sau khi điện phân thì sau phản ứng xong nhận thấy khối lượng tinh sắt tăng thêm 1,2 gram và nồng độ mol ban đầu của dung dịch đồng clorua là với bốn đáp án A, B, C, D lần lượt là 1, 1,5, 1,2 và 2 mol trên lít. Thì với bài toán này chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì với bài toán này chúng ta sẽ làm như sau. Các em lưu ý nhé, với việc trình bày một bài toán điện phân này nó là một quá trình không phải là khó nhưng mà nó cần chúng ta phải có kỹ năng và nhất là với các cái giai đoạn mà chúng ta đang học theo hình thức tự luận hay là trắc nghiệm các em nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ viết cái quá trình điện phân ra trước. Nhưng mà viết như thầy Duy hay lưu ý với các em ấy, đó là các em có thể có rất nhiều cách viết này. Viết theo phương trình hóa học, viết theo phương trình ion. Nhưng có một cách viết hữu hiệu đó chính là chúng ta viết theo đúng bản chất của quá trình. Ví dụ ở đây, quá trình điện phân nhá, diễn ra ở đâu? Ví dụ tại điện cực dương hay ký hiệu là anode. Đúng chưa? Thì nó sẽ diễn ra quá trình như thế nào? Ở đây thì chúng ta sẽ có là ion clorua đúng không ạ? Và nước. Thế còn tại điện cực âm hay là cathode thì nó sẽ có ở đây chính là đồng 2 cộng và nước. Đây là các ion có mặt ở trong các cái điện cực, có mặt ở trong các điện cực và tạo điều kiện để tạo thành các cái sản phẩm trong quá trình điện phân. Chúng ta lưu ý cho thầy Duy điều này. Và sau đó bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn các quá trình nhá. Chúng ta lưu ý biểu diễn các quá trình này. Vậy thì với cái trường hợp đầu tiên đó chính là tại anode thì có quá trình nào diễn ra đầu tiên? Đó chính là quá trình clorua, ion clorua trừ. Đúng chưa? Nhường đi 2E. Nhường đi 2E. Đúng ạ, vậy ở đây chúng ta sẽ có là đồng 2 cộng. Cầm như thế này, đúng không? Đấy. Thì sau phản ứng nhận thấy khối lượng của đinh sắt tăng thêm 1,2 gram, có nghĩa rằng ở đây chúng ta sẽ thấy được có điều gì nhá. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái quá trình này mà làm cho đinh sắt nó tăng thêm. Quá trình làm cho đinh sắt nó tăng thêm thì có nghĩa rằng ở đây đồng nó còn phải dư. Đúng ạ. Đấy, đồng nó còn phải dư. Nếu đồng nó không dư thì làm sao mà đinh sắt có thể tăng thêm được, đúng không các em? Vậy chúng ta cần lưu ý nhá. Chúng ta đặc biệt lưu ý cho thầy điều đó. Được chưa nhỉ? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có điều gì? Với con số là 1,12 lít như thế này, với con số 1,12 lít như thế này thì chúng ta chia được số mol của nó sẽ là 0,05. Được chưa nhỉ? 0,05 mol. 0,05 mol của nó. 0,05 mol, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ có chỗ này là 0,1. Được chưa? Đấy. Và ngay lập tức chỗ này chúng ta sẽ có luôn ở đây cũng là 0,1 mol theo đúng cái định luật bảo toàn mol E. Được chưa nhỉ? Đã đúng định luật bảo toàn mol E. Được chưa? Từ đây sang đây. Thầy Duy ghi ở đây là BTE. Bảo toàn mol E. Được chưa? Và từ con số 0,1 này chúng ta sẽ suy ra được là đồng ở đây, đồng điện phân ở đây sẽ là bao nhiêu ạ? Tức là 0,05. Đây là đồng với điện phân các em nhé. Được chưa ạ? Quá trình tiếp theo chúng ta sẽ thấy là lấy đinh sắt cộng với đồng 2 cộng dư tạo thành ở đây sẽ là sắt 2 cộng cộng với đồng tiếp tục. Như này. Được chưa nhỉ? Và chúng ta có thể gọi luôn số mol. Ví dụ gọi đồng dư ở đây là x mol. Thì đồng tạo thành là x và sắt phản ứng cũng là x. Được chưa nhỉ?
Đấy, và chúng ta suy ra này, khối lượng kim loại thay đổi sẽ bằng, Khối lượng kim loại thay đổi sẽ bằng. Ở đây thì khối lượng kim loại thay đổi nó tăng thêm 1,2. Tăng có nghĩa là chúng ta thấy dấu cộng 1,2. Nó sẽ bằng này. Trong quá trình này chúng ta tưởng tượng nhá, khi sắt phản ứng với đồng 2 cộng thì sắt nó sẽ bị bào mòn. Đúng ạ? Sắt nó sẽ phản ứng với là sắt bị bào mòn, như vậy chúng ta phải trừ đi khối lượng của sắt là trừ đi 56x và cộng với 64x như thế này. Và chúng ta đến đây chúng ta cũng chia được x luôn. Đúng không nhỉ? Của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? X bằng 0,15. X bằng 0,15 mol như thế này. Được chưa? Và nếu x bằng 0,15 mol như thế này rồi chúng ta sẽ suy ra được điều gì? Sẽ suy ra được rằng là tổng số mol của đồng 2 cộng ở đây nó sẽ bằng 0,15 cộng với cái này là 0,2 mol. Và suy được ra luôn là cái CM của đồng cloro sẽ bằng 0,2. Em chia cho 0,2 bằng 1,0 mol trên lít như thế này. Được chưa nhỉ? Đấy, thì với cái bài toán số 1 này thì chúng ta giải quyết một cách rất đơn giản như thế này thôi. Đấy, thế thì ở đây chúng ta lưu ý cho thầy nhé, đó là quá trình điện phân nó diễn ra như thế nào này. Và cái thứ hai chúng ta phải biết đánh giá là từ quá trình điện phân đó thì nó sẽ diễn ra như thế nào với cái này. Đúng ạ? Từ quá trình điện phân đó chúng nó sẽ diễn ra như thế nào? Chất nào còn dư sau quá trình điện phân và vì sao nó dư? Như vậy bây giờ chúng ta đã xong cái ví dụ số 1 rồi. Và đáp án của ví dụ số 1 chính là đáp án A các em nhé. Đó là 1 mol trên lít. Các học sinh thân mến, mời các em cùng với thầy và tôi là Hà.vn chúng ta cùng tiếp tục với lại các dạng toán liên quan đến phản ứng xà phòng hóa este. Như ở dạng 1 thì chúng ta đã cùng với thầy chúng ta làm cái bài toán xà phòng hóa một este. Ở dạng số 2 chúng ta đã làm cái bài toán xà phòng hóa hỗn hợp cũng có hai este. Ở dạng số 3 này thì mời các em cùng với thầy và tôi là Hà.vn chúng ta đến với cái bài toán mà có hỗn hợp chứa hai chất hữu cơ khi tác dụng với NaOH sau phản ứng thu được muối và ăn cồn. Ở đây thì thầy giáo nhấn mạnh chúng ta là hỗn hợp chứa hai chất hữu cơ. Hai chất hữu cơ này chúng ta chưa biết nhóm chức của nó là gì cả. Nó có thể là axit, có thể là ancol, có thể là este, vân vân, đúng không nào? Đó, từ những cái chất mà chúng ta đã dự đoán ban đầu thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đưa ra những cái nhận định với thầy nhá. Nhận định đầu tiên thì chúng ta phải nắm được cái khả năng phản ứng của các chất axit, ancol, este với lại NaOH như thế nào, đúng không các em? Đấy, trước tiên về khả năng phản ứng của các chất này, chúng ta phải kể đến axit. Axit tác dụng được với NaOH đúng không ạ? Sản phẩm sinh ra rồi, chắc chắn nó là muối và nước. Tiếp theo là đến với lại cái anh este. Thì este tác dụng được với NaOH đúng không ạ? Về theo mặt lý thuyết ấy, thì sản phẩm sinh ra nó sẽ gồm gì nào? Nó sẽ sinh ra gồm muối và anh ancol. Thế còn lại anh ancol thì sao? Ancol không tác dụng được với NaOH kèm nhé. Lưu ý cho thầy là như vậy. Thế từ những cái nhận định này thì lúc này thì thầy trò mình sẽ đưa ra được những cái suy luận. Được chưa? Những cái suy luận về khả năng cái hỗn hợp này nó có thể chứa hai chất nào, đúng không? Bây giờ sẽ là suy luận. Chúng ta sẽ cùng suy luận nhanh như sau. Hỗn hợp chứa hai chất hữu cơ ban đầu nó có thể là gì? À, nó có thể là hỗn hợp chứa hai este, đúng không? Thì chúng ta lại quay lại cái bài toán dạng số 2, đó là phản ứng xà phòng hóa hỗn hợp hai este. Nó lại rất là quen thuộc, các em nhỉ? Tiếp theo là hỗn hợp chứa một este và một axit. Hỗn hợp chứa một este và một ancol. Rồi có thể là hỗn hợp chứa một axit và một ancol kèm nhá. Thế trên đây là những hỗn hợp chúng ta có thể gặp, được chưa? Có thể gặp trong cái đề thi. Thế bây giờ những hỗn hợp này thì làm thế nào mình có thể đánh giá hay là dự đoán được cái hai chất ban đầu là gì? Thì chúng ta hãy đưa ra cho mình những cái phản ứng tổng quát nhất, đúng không? Hoặc là một ví dụ cụ thể nào đó. Sau đó mình sẽ đi đánh giá về số mol, đúng không? Lưu ý nhé, việc chúng ta đánh giá về số mol thầy giáo đơn cử ví dụ đánh giá số mol của anh ancol với số mol của cái chất mà chứa este ban đầu chẳng hạn là một điều rất là quan trọng. Chúng ta cùng ví dụ với thầy nhé. Đây, với một cái sơ đồ chúng ta có giả sử có bốn hỗn hợp kiểu như thế này đi, thầy giáo sẽ lấy cho chúng ta lấy bốn ví dụ và thầy sẽ điền những cái số mol tổng quát nhất. Đây, ví dụ một nhé các em. Thầy có hỗn hợp hai este đi, thầy có được là CH3
CO, CH3. Và một anh kia là HCO, C6H5 chẳng hạn. Thầy gọi số mol anh này là A, số anh này là B. Và tác dụng với NaOH thầy cứ thống nhất với các em là gì? Thống nhất với các em là NaOH dư nhá. Được chưa? Thống nhất chúng ta là NaOH dư đi. Để cho nó thoải mái nhá. Vậy thì chúng ta sẽ thu được cái gì nhỉ? Chúng ta sẽ thu được là muối ở đây là CH3 COO Na, đúng không? Chúng ta thu được ancol là CH3OH. Chúng ta đã cùng với thầy đi qua hai cái dạng toán rồi, thì cái việc viết phương trình phản ứng ở đây thầy tin rằng các bạn đều nắm được hết, đúng không? Bản chất chúng ta chỉ cần tách nó ra, đúng không? Tôi sẽ được là những cái chất này. Các em nhớ điền số mol nhé. NaOH dùng dư nhé, thì có bao nhiêu những anh này phản ứng thì nó sẽ đi hết về phản ứng muối và ancol rồi. Anh này là A, anh này là A. Tiếp theo mình sẽ liệt kê đó là HCOONa. Số mol là B đúng không? Đây, chúng ta tách nó ra. Được chưa? Và gì? Và C6H5. Đây này, cái anh OH này nó sẽ đính vào C6H5. Nhưng lưu ý cho thầy nhá, khi OH nó đính vào C6H5 thì nó sẽ xuất hiện ra phenol. Phenol này có tính axit yếu, sẽ tác dụng được ngay với NaOH các em ạ. Tôi sẽ được là gì? C6H5ONa với số mol là B. Và chúng ta thấy không? Không có ancol sinh ra. Hiểu chưa? Rồi. Ở ngoài sản phẩm có những cái chất hữu cơ này thì có một chất tan nữa đó là NaOH còn dư kèm nhá. Nó dư. Và lưu ý cho thầy, sản phẩm thì ngoài những chất hữu cơ và NaOH này thì còn có một chất đó là H2O. H2O ở đâu ra? H2O do cái phản ứng của phenol với lại NaOH. Thế việc chúng ta điền số mol tổng quát kiểu như thế này đi thì sẽ giúp ích chúng ta cái gì? Chúng ta có thể đánh giá được về so sánh về số mol. Giả sử so sánh về số mol của ancol và số mol của anh este ban đầu chẳng hạn. Các em hiểu chưa? Đó là một ví dụ. Đúng không? Đây. Số mol của anh tổng số mol este ban đầu là A cộng B đúng không? Trong cái đó số mol của anh ancol là gì? Là A. Chúng ta thấy rằng cái trường hợp này thì số mol ancol nó nhỏ hơn rồi. Đúng nào? Đó. N ancol nó sẽ nhỏ hơn N của anh gì ạ? N của anh este. Đó. Cái đây đều là este đơn chức đúng không? Đều là este đơn chức, là một trường hợp đơn cử. Thì các bạn có thể lấy cái trường hợp hỗn hợp gồm có hai este, một anh đơn, một anh đa chức, đúng không? Một cả hai anh đều cùng đa chức. Hiểu chưa các em? Rồi mình có thể lấy những este thuần, nó không phải là este của phenol chẳng hạn. Đó, thì mình sẽ đánh giá được mối quan hệ về số mol của ancol và số mol của este là như thế nào. Các em hiểu chưa? Đó. Trong trường hợp này cùng là đơn chức mà số mol của anh ancol nhỏ hơn số mol của este thì nó phải có este của phenol. Các em nhé. Được chưa? Đó. Và vì sao? Đây. Chỉ có este của phenol. Tiếp theo một ví dụ số 2. Ví dụ số 2, cái hỗn hợp cũng có một este, một axit. Đây, một este và axit. Để sản phẩm sinh ra muối và ancol thì bắt buộc cái anh este này phải là este của anh ancol bền. Các em hiểu chưa? Thầy lấy ví dụ nhá. HCOO C25 chẳng hạn. Và anh axit kia, ví dụ là CH3 COOH. Yeah. Thầy đặt số mol là A, thầy đặt số mol là B. Khi tác dụng với NaOH dư thì tôi sẽ được cái gì? Chúng ta lại tách nó ra thôi. Cái anh este này tách ra thì tôi sẽ được muối là HCOONa. Chúng ta sẽ được ancol là C2H5OH. Các em đừng quên đặt số mol nhé. Anh này là A, anh này là A. CH3COH thì nó lại tách ra đây. Chỗ này có CO lại tách ra thôi, có gì đâu, đúng không ạ? Tôi sẽ được là CH3COONa. À, và gì nữa nhỉ? NaOH dư. Và gì? H2O. Đó. Vậy lúc này mình sẽ lại đánh giá số mol của anh ancol đúng không? N của anh ancol thì làm sao? N ancol nó là bằng A, đúng không? N ancol bằng A. Trong cái đó N hỗn hợp este là A cộng B. Thì trong trường hợp này thì N ancol nó làm sao? Cũng nhỏ hơn N của anh S, à, N anh hỗn hợp các em ạ, đúng không? N anh hỗn hợp. Được chưa? Thầy bỏ cái từ este này, thầy thay thế bằng từ hỗn hợp nhá. Không kia kìa. Đó.
Tiếp tục với lại ví dụ số 3. Ví dụ số 3 đi. Ví dụ số 3 hỗn hợp gồm có một este và một ancol. Một este và một ancol. Thì mình sẽ có ví dụ este đi. À, este, giả sử este thuần nhá. Đó là CH3, COO, C25 chẳng hạn. Ancol là CH3OH chẳng hạn. Được chưa? Số mol là A, số mol là B. Cộng với NaOH dư. Mình sẽ được cái gì nào? Mình sẽ được là muối ở đây sẽ là gì? Tách nó ra. Đúng không? CH3 COO Na cộng ancol là gì? C2H5OH đúng không? Số mol là A. CH3OH số mol là B. À, lúc này không có nước nữa đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đánh giá tổng số mol ancol lúc này là bao nhiêu các em? Tổng số mol ancol lúc này là A cộng B. Trong, đúng không ạ? Trong đó số mol hỗn hợp là A cộng B. Nhưng đánh giá về số mol của este. Tổng số mol ancol bằng số mol của hỗn hợp rồi. Đúng không? Nhưng đây trong trường hợp này đơn chức thì nó thế thôi. Được chưa? Thế còn trường hợp đa chức nó khác đi các em ạ. Ta thấy rằng là N ancol làm sao? À, nó bằng N của hỗn hợp. Được chưa? Đấy. Vậy trong cái trường hợp N ancol bằng N của hỗn hợp thì chúng ta sẽ lại liên hệ đến cái ví dụ 1 chẳng hạn. Ví dụ 1 nhá, bây giờ mà thầy giả sử không phải là C6H5 đi, mà thầy là một cái gốc ancol bền chẳng hạn. Thì đây chúng ta sẽ lại được cái anh ancol, thì N của anh ancol sẽ bằng N của anh hỗn hợp. Đó, thì vậy chúng ta sẽ suy ra là gì? Với cái ví dụ 3 thì N ancol cũng bằng N hỗn hợp. Đó. Cái việc các em so sánh số mol này cũng rất là cần thiết đúng không? Để chúng ta sẽ dự đoán những cái khả năng cái hỗn hợp đó là gì các em ạ. Tiếp theo là ví dụ số 4. Một axit một ancol. Một axit một ancol. Axit nha, bất kỳ đi. CH3COOH. Một ancol là gì? Một ancol là CH3OH đi chẳng hạn nhá. Thầy đang lấy ví dụ thôi. Ai là A, ai là B. Thì khi cộng với NaOH dư, cộng với NaOH dư, được chưa? Thì mình sẽ có được là muối là gì? CH3COONa đúng không? Mình sẽ được ancol là CH3OH. À, các em đừng bỏ quên nước nhé. Được chưa? Đánh giá số mol của anh ancol, anh này là A, anh này số mol ancol là B. Vậy thì trong trường hợp này thì NaOH nó sẽ làm sao? Nó sẽ nhỏ hơn N của hỗn hợp. Được chưa? NaOH nó nhỏ hơn N hỗn hợp. Đó. Ok. Rồi. Thế đây là những cái trường hợp là các chất hữu cơ này đều là đơn chức. Xong chưa? Thì các bạn thấy này, chúng ta sẽ có những cái trường hợp đó là về so sánh số mol. Số mol ancol nhỏ hơn số mol hỗn hợp. Số ancol nhỏ hơn hợp. Số mol ancol làm sao? Nhỏ hơn hỗn hợp này, hoặc có thể là bằng hỗn hợp. Đúng không? Đấy là việc so sánh số mol. Ngoài ra, ngoài sản phẩm người ta nói là sinh ra muối và ancol, thì các em cũng phải tinh ý trong một chỗ, đó là gì? Đề bài nó còn có thêm sản phẩm khác không? Ví dụ nó có nước hay là không? Để làm gì? Để chúng ta đi bảo toàn khối lượng cho nó chuẩn xác các em nhé. Đó. Cái những hỗn hợp này em cứ lấy cho thầy giáo những cái trường hợp, ví dụ như là đa chức chẳng hạn, đúng không? Thậm chí trường hợp tạp chức chẳng hạn. Được chưa? Thì lúc đó mình sẽ hình thành cho mình cái tư duy để suy luận những cái mà vấn đề thầy nói rất là vắn tắt ở đây này, các em hiểu chưa? Ok nhá. Vậy là chúng ta đã suy luận xong rồi. Ê, bây giờ sẽ là những lưu ý gì thì thầy trò mình sẽ cùng đi đến tiếp theo nhé. Chào các em học sinh. Vậy là chúng ta đã đi hết những kiến thức cơ bản nhất của cái chương số phức rồi. Và thầy đã đưa cho các em những dạng toán cơ bản mà chúng ta sẽ gặp rất nhiều trong cái kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Vậy thì ở video hôm nay, thầy sẽ đưa cho các em một cái dạng toán cuối cùng liên quan đến cái số phức, đó là max min, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của mô đun của một số phức bất kỳ. Đây là một dạng toán tương đối khó, có thể nó sẽ có trong cái đề thi, có thể không. Và nếu như có, thường sẽ xuất hiện vào những câu điểm 9, điểm 10. Và đây, ở đây thầy sẽ đưa cho các em những cái bài toán cơ bản nhất để giúp các em làm quen, cũng như là rèn luyện những cái kỹ năng cơ bản đầu tiên để chúng ta có thể
học nâng cao cũng như thành thạo các bài tập liên quan đến giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của module số phức. Vậy thì để giúp các em làm quen nó, thầy sẽ chia, thầy đã chia thành những cái dạng toán cơ bản, những dạng toán nhỏ. Ở trong đó thì chúng ta sẽ đi theo từng dạng toán, và khi các em làm toán ấy, thì các em đưa về những dạng toán cơ bản mà thầy đã đưa cho các em, để chúng ta sẽ có những cái hướng giải cụ thể. Và các em lưu ý ở đây, đối với max min của số phức hay giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của số phức, thì cái việc chuyển sang hình học nó rất là quan trọng. Do đó cái bài toán quỹ tích các em bắt buộc phải nắm thật chắc cho thầy. Các em hiểu chưa? Vậy thì chúng ta sẽ có cái dạng toán đầu tiên thầy sẽ đưa cho các em, đó là max min của số phức mà liên quan đến bài toán điểm và một đường thẳng. Vậy thì dạng toán điểm và đường thẳng này chúng ta sẽ có những bài tập như thế nào để chúng ta sẽ đi cụ thể. Ở đây, dạng số 1, điểm và đường thẳng. Thầy sẽ đưa cho các em một vài ví dụ. Từ những ví dụ đó, thầy sẽ cùng các em phân tích biến đổi để chúng ta giải quyết những ví dụ đó. Và thông qua những ví dụ đó thì giúp các em hình thành nên những cái kỹ năng để giải quyết bài toán max min số phức liên quan đến điểm và đường thẳng. Ok chưa? Chúng ta sẽ đi vào ví dụ đầu tiên. Ví dụ đầu tiên này, xét các số phức z và v kép thỏa mãn cái điều kiện modun của z cộng 2 trừ đi 2y bằng modun của z trừ đi 4y và v kép bằng y nhân z cộng với 1. Đề bài hỏi giá trị nhỏ nhất của modun số phức v kép sẽ bằng gì, thì ở đây đề bài cũng cho chúng ta 4 đáp án. Các em quan sát đề bài 4 đáp án. Xong chưa? Bây giờ chúng ta cùng phân tích đề bài nhé. Đưa về điểm và đường thẳng như thế nào? Thì các em để ý ở đây này. Nếu như thầy có này, điểm M, thầy có M tọa độ XY là điểm biểu diễn của số phức v kép, thì từ đây chúng ta suy ra modun của v kép sẽ chính bằng là độ dài vector OM, đúng không? Hay chính là khoảng cách từ O cho đến M, với M chạy trên đâu, M sẽ chạy trên một cái đường thẳng nào đó và chúng ta đi tìm, hiểu chưa? Đấy, nó chính bằng là khoảng cách giữa hai cái điểm O và M, với M là di động, hiểu chưa? M chạy trên đâu thì bài toán này của chúng ta là sẽ đưa cái điều kiện này về một cái quy tích là một đường thẳng, biến đổi sẽ về một đường thẳng này, quy tích các điểm M là một đường thẳng. Lý do là vì sao là đường thẳng? Tiếp chúng ta biến đổi nó sẽ ra. Tuy nhiên ở dạng toán này thầy đưa đó là về đường thẳng. Các em hiểu chưa? Vậy thì khi đó chúng ta sẽ biểu diễn này. Thầy giả sử đây là O này. Đây là cái đường thẳng delta này. M sẽ chạy trên này. Vậy thì OM ngắn nhất khi nào? Đây. Đúng chưa? Vậy thì OM ngắn nhất chính là khoảng cách từ O cho đến đường thẳng delta. Đây bằng khoảng cách từ O cho đến đường thẳng delta. Vậy đến đây các em chuyển hoàn toàn bài toán bình thường này, bài toán đại số của số phức sang một bài toán hình học được. Các em hiểu chưa? Đấy là cách thứ nhất liên quan đến điểm và đường thẳng. Cách thứ hai, khi các em biến đổi thì nó sẽ xuất hiện đường thẳng, đúng không? Đường thẳng thì bao giờ nó cũng sẽ có, đây là thầy đặt cách 1 này, cách 2 này. Đường thẳng bao giờ nó cũng sẽ có dạng là AX cộng với BY cộng với C bằng 0. Từ đây các em có thể rút X, rút Y, rút được nhé. Và để ý cái module của số phức V kép nó sẽ là bằng gì? Căn bậc 2 của X bình cộng với Y bình. Rút X hoặc rút Y ở cái phương trình trên, thế vào phương trình dưới
Xong chưa? Thế xong rồi thì chúng ta nhóm vào đưa thành bình phương một tổng hoặc bình phương một hiệu cộng với một số dương nào đó. Nhớ là cộng với một số dương, tại vì ở đây là trong căn bậc 2, do đó chúng ta không xét, không được đưa về số âm đâu nha. Đấy, vì cộng với một số dương nào đó thì số dương đó sẽ là min hoặc max tùy vào bạn. Các em hiểu chưa? Đấy là hai cái hướng đi mấu chốt của bài toán này. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng giải quyết bài toán này theo một trong hai hướng đi này. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ có lời giải chi tiết đây. Các em chú ý ở đây, vì tất cả thầy đều biểu diễn theo số phức V kép, do đó chúng ta thấy ở đây này, cái đẳng thức của chúng ta là đẳng thức liên quan đến số phức Z. Vậy thì biểu diễn Z này cũng phải theo V kép luôn. Hiểu chưa? Đấy, ta có này, V kép bằng Y nhân Z cộng với 1. Đúng chưa? Thì từ đây chúng ta suy ra Z sẽ bằng là gì? V kép trừ đi 1 trên Y. Đúng chưa? Đấy. Khi đó modul của Z trừ đi cộng với 2 trừ 2Y bằng modul của Z trừ đi 4Y sẽ tương đương với chỗ nào có Z mình thay bởi cái đẳng thức này. Z là V kép trừ 1 chia cho Y cộng với 2 trừ đi 2Y bằng V kép trừ 1 trên Y và trừ đi 4Y. Đúng chưa? Đến đây chúng ta đặt V kép là bằng X cộng với Y. Đặt V kép bằng X cộng Y. Trong đó XY thuộc R. Xong chưa? Thay vào. Vậy từ đây suy ra modul của V kép trừ đi 1 X cộng với Y trừ 1 chia cho Y cộng với 2 trừ đi 2Y bằng modul của V kép trừ đi 1 là X cộng với Y trừ 1 và chia cho Y và trừ đi 4Y. Đến đây chúng ta quy đồng và khử mẫu. Các em chú ý ở đây, quy đồng khử mẫu như bình thường, không có vấn đề gì cả, vì nó là đẳng thức thôi. Tương đương này, thầy sẽ nhân Y lên thì nó sẽ ra được là 2 nhân Y là 2Y trừ 2Y nhân Y trừ 2Y bình phương. Vậy biến thành là cộng 2. Đúng chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ, thầy sẽ làm đồng thời hai bước quy đồng, được chưa? Và nhóm những số hạng mà không chứa đơn vị ảo thành một nhóm, những số hạng chứa đơn vị ảo thành một nhóm đưa về dạng, đưa cái module này về dạng số phức, dạng đại số của một số phức. Hiểu chưa? Vậy thì ở đây nó sẽ có là cộng 2 trừ 1, vậy sẽ thành cộng 1, x cộng với 1, module của x cộng 1. Tiếp tục phần ảo, y cộng với 2 cộng y cộng 2 và nhân y bằng, nhớ là mất mẫu rồi nhá. Tương tự bên này chúng ta cũng làm như vậy, y nhân với trừ 4y, vậy sẽ thành là trừ 4y bình phương, sẽ thành là cộng 4, cộng 4 trừ 1, vậy sẽ thành cộng 3 và nó sẽ là x cộng 3. Tương tự phần nào sẽ là và cộng với y. Lấy module hai vế, nhớ là module có căn bậc 2, vì cả hai vế đều chứa căn bậc 2 thì bình phương lên. Vậy thì làm đồng thời hai bước, lấy module và bình phương hai vế luôn để cho triệt tiêu anh căn đi. X cộng 1 tất cả bình cộng y cộng 2 tất cả bình bằng x cộng 3 tất cả bình cộng với y bình.
khai triển hằng đẳng thức và chúng ta rút gọn. Khai triển ra nhá. X cộng 1 tất cả bình, các em chú ý khai triển này. Đây sẽ thành là x bình này cộng với 2x cộng 1. Tương tự y cộng 2 tất cả bình. Y bình cộng 4y cộng 4. Về bên phải, x cộng 3 tất cả bình. X bình cộng 6x cộng 9. Và cuối cùng là cộng với y bình. Đúng chưa? Đến đây chúng ta rút gọn đi. X bình ở hai vế đây, các em có thể rút gọn đi. Y bình hai vế chúng ta rút gọn đi. Hết rồi, đúng chưa? 6x với cộng 2x ở hai vế, vậy còn lại là 4x. Y chúng ta chuyển từ vế trái sang vế phải là trừ 4y. Đúng chưa? Đây là 1 cộng 4 là 5. 5 chuyển từ vế trái sang vế phải rút gọn đi, còn lại là cộng 4 bằng 0. Vậy thì cái đường thẳng delta của chúng ta có phương trình là x trừ y cộng 1 bằng 0. Đây là delta. Đây là tập hợp các điểm biểu diễn số phức z. Và tập hợp này nó là một đường thẳng. Đấy, vậy thì chúng ta quay về bài toán, đó là điểm và đường thẳng. Vậy đến đây các em có hai cách làm. Hiểu chưa? Xong đến đây rồi. Cách số 1. Cách số 1 thầy sẽ dựa vào anh này. Cách 1. Giá trị nhỏ nhất đúng không? Ta có này. Modulus của số phức V kép sẽ bằng là độ dài vector OM. Ở đây là M có tọa độ XY là điểm biểu diễn của số phức V kép. Đúng chưa? Vậy từ đây chúng ta suy ra min modulus số phức V kép nó sẽ là bằng, đây như chúng thầy đã chỉ ra đây, bằng khoảng cách từ O cho đến cái đường thẳng delta. Ở đây chúng ta có M sẽ thuộc đường thẳng delta. Đấy, khoảng cách từ O cho đến đường thẳng delta. Thì ở đây tính khoảng cách rất là đơn giản đúng không? Lớp 10 chúng ta được học rồi. Lớp 12 chúng ta cũng học về khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Cách tính như vậy và chúng ta bỏ cái cao độ đi thôi. Trị tuyệt đối của thay x bằng 0, y bằng 0 vào thì nó sẽ là trị tuyệt đối của 1. Thầy sẽ viết cụ thể ra 0 trừ 0 cộng 1 chia cho căn bậc 2 của anh này bình cộng anh này bình. A bình 1 bình cộng với B bình trừ 1 tất cả bình. Vậy kết quả là 1 trên căn 2. Đúng chưa? 1 trên căn 2 hay là căn 2 trên 2. Đấy là cách số 1 chúng ta có thể tính được ngay. Min của modulus số phức V kép. Cách số 2 các em có thể rút và thế. Đấy nha. Xong cách 1 rồi nha. Đến đây các em có thể chọn luôn đáp án đúng. Ở đây là đáp án A. Đúng chưa? 1 trên căn 2 tức là căn 2 trên 2. Vậy bây giờ thầy sẽ kiểm tra cách số 2 xem liệu nó có trùng với kết quả này không. Cách số 2 này. Thì thường cách số 2 này các em sẽ hay làm hơn. Nó chỉ là biến đổi thôi. Thì nó không yêu cầu các em nhớ quá nhiều kiến thức. Thì các em sẽ dễ làm hơn so với cách số 1 này. Chúng ta sẽ có này. Modulus số phức V kép sẽ bằng căn bậc 2 của x bình cộng với y bình. Và bằng. Bằng gì? Ở đây chúng ta rút y ra. Y sẽ bằng là x cộng với 1, đúng không? Thế vào. Bước rút các em tự rút lấy nha. Ở đây thầy sẽ rút và thế luôn. Y sẽ bằng là x cộng 1. Vậy thì đây x bình giữ nguyên. Y thì thay bởi x cộng 1 và tất cả bình phương trong căn bậc 2. Đúng không? Chúng ta khai triển hằng đẳng thức ra.
x bình phương cộng với x cộng 1, tất cả bình phương sẽ là x bình phương cộng 2x cộng với 1. Thu gọn vào căn bậc 2 của đây sẽ là gì? 2, thầy đặt 2 ra ngoài, x bình phương cộng với x, đúng chưa? Bây giờ thầy thêm vào cho thành hàng đẳng thức, tức là thêm 1/4. Đây sẽ là nhân ra là 1/2. Vậy cái hệ số tự do ở ngoài chúng ta giữ nguyên là cộng 1 trừ đi 1/2. Trừ 1/2 là để triệt tiêu anh này. Các em hiểu chưa? Đấy. Đến đây thì đây chính là hàng thức rồi. Nó sẽ là bằng căn bậc 2 của 2 nhân với x cộng 1/2 tất cả bình phương và cộng với 1/2. Thì rõ ràng anh này luôn luôn lớn hơn hoặc bằng. Luôn luôn lớn hơn hoặc bằng. Đấy, luôn luôn. Thầy sẽ viết ở đây nhá. Lớn hơn hoặc bằng này. Căn bậc 2 của 1/2. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi anh này bằng 0 này, x bằng trừ 1/2. Đây chính là bằng 1 trên căn 2. Đấy, các em thấy đã trùng kết quả chưa? Đúng chưa? Đấy là hai cách. Cách thứ nhất là sử dụng đến hình học, chuyển bài toán hoàn toàn sang bài toán hình học. Còn cách thứ hai là chúng ta vẫn là sử dụng cái phương pháp đại số như bình thường. Đúng chưa? Đấy là ví dụ đầu tiên về mắc min của module số phức và liên quan đến điểm đường thẳng. Các em chú ý cách phân tích và hướng đi của thầy. Ở đây thầy đã đưa cho các em hai cái cách để giải quyết cái bài toán này rồi. Thì đối với dạng toán này thì các em có tối thiểu hai cách đó. Ngoài ra cũng có một số cách khác nữa. Tuy nhiên là có cần thiết hay không thì thầy nghĩ là với hai cách này là các em đã đủ giải quyết bài toán này rồi. Các em thân mến, buổi hôm nay chúng ta cùng nhau học bài tính thể tích của khối đa diện bằng cách phân chia, lắp ghép khối đa diện. Thì nếu như mà khối đa diện H được phân chia thành các khối nhỏ khác nhau H1, H2, H3 thì khi đó thể tích của khối H sẽ bằng tổng thể tích của các khối còn lại cộng nhau. V của H sẽ bằng V của H1 cộng với H2 cộng với H3 cộng đến với HN. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào ví dụ số 1. Ví dụ số 1, thể tích của khối có 4 mặt tam giác cân bằng nhau và 5 mặt hình chữ nhật với kích thước như hình vẽ. Đó. Đây, bài toán cho cái khối hộp như này. Một khối như này. Ví dụ số 1, thể tích của khối có 4 mặt tam giác cân bằng nhau và 5 mặt là hình chữ nhật với kích thước được cho như hình vẽ. Đó. Khối này ở dưới đó là khối hộp chữ nhật, ở phần trên đó là khối chóp. Đấy là hình vuông. Đấy, để tính thể tích của khối thì ta sẽ tính tổng thể tích của hai khối. Khối dưới là bằng V của hình hộp chữ nhật bằng khối hộp chữ nhật. Hộp chữ nhật nhé. Hộp chữ nhật cộng với V, hai là V của chóp. Rồi. Từ đó tìm được V này. V của khối hộp chữ nhật thì ta có 3 kích thước rồi. Dài, nhân rộng, nhân cao, đúng không? Bằng 6 này nhân 6 và cao bằng 3. Cộng V của khối chóp. V của khối chóp sẽ bằng 1/3 diện tích đáy nhân chiều cao. Đáy là hình vuông vì có cạnh này bằng 6, cạnh này cũng bằng 6. Như vậy bằng 6 nhân 6. Đây là diện tích của đáy. Chiều cao bài toán cho bằng 6. Đó. 6 6 3 6 3 6 nhân 3 108 và chỗ này 72. 108 cộng 72 bằng 180 mét khối. Như vậy ở ví dụ số 1 chúng ta sẽ chọn đáp án A. Chúng ta cùng chuyển sang ví dụ số 2. Thể tích của vật thể ở hình vẽ bên là, đó, bài toán cho cái hình vẽ này. Đây, bài toán cho 4 kết quả. Em nhìn này. Yêu cầu tính thể tích của vật này. Đấy. Thì cái khối này, khối to này được chia thành hai khối nhỏ khác nhau. Đó là khối dưới, đó là một hình hộp chữ nhật, một khối hộp chữ nhật. Khối trên, em nhìn thấy đó là một lăng trụ tam giác. Cạnh này bằng 3,
cạnh này bằng sẽ bằng 4, đây này, 4, đây sẽ là 4. Đấy. Thì khối hộp chữ nhật là có 3 kích thước rồi, ta biết dài, rộng, cao rồi. Khối lăng trụ thì bằng đáy nhân chiều cao đúng không? Đáy đáy 3. Tam giác vuông rồi thì ta dễ dàng tính được diện tích của tam giác vuông này và chiều cao của nó chính là cái cạnh này. Đấy. 4. Như vậy thể tích V sẽ bằng cái phần dưới là phần hình hộp chữ nhật sẽ bằng dài nhân rộng nhân cao bằng 4 nhân với 5 nhân với 13. Được chưa? Phần trên bằng diện tích đáy nhân chiều cao. Diện tích đáy sẽ bằng đây hai cạnh góc vuông nhân nhau chia đôi. 3 nhân 4 chia 2 1 bằng 1/2 3 nhân 4 nhân với chiều cao nó có nhỏ nhỉ. Đấy, là 4 đúng không? Đó. 3 nhân 4 nhân 5 đúng không? Thì cái này nó sẽ bằng 20 60. 60 cộng với lại 14 là ok 84 cm khối. Rồi. Như vậy ở đáp án ví dụ số 2 này chúng ta sẽ chọn đáp án C, 84 cm khối. Chúng ta cũng chuyển sang ví dụ số 3. Một khúc gỗ với độ dài các cạnh được cho như hình vẽ bên. Đó, tính thể tích của khối đa diện tương ứng. Đây người ta cho hình vẽ. Rồi. Em nhìn thấy này. Cái khối to này này được chia thành hai khối nhỏ. Khối thứ nhất đó là khối hộp chữ nhật. Đó, khối hộp chữ nhật. Và khối thứ hai đó là khối, đây là khối lăng trụ tam giác, đây là góc vuông. Được chưa? Như vậy thể tích của khối gỗ này được chia thành hai phần, phần hộp chữ nhật cộng với phần lăng trụ. V sẽ bằng này, nếu khối hộp chữ nhật thì sẽ bằng này, đây có ba kích thước rồi, kích thước 2 2 và 4, thì ta lấy 2 nhân 2 nhân 4 cộng với khối lăng trụ. Khối lăng trụ đây, đáy đây, là góc vuông. Cạnh này bằng 2 thì cạnh này cũng bằng 2. Như vậy 1 nhân 2 nhân với này. Cạnh này bằng 4 và chia cho 2 đi, đúng không? 1/2 này, diện tích đáy. Diện tích đáy bằng 1 nhân 2. Đấy. Nhân với chiều cao của khối này, khối lăng trụ. Khối lăng trụ chiều cao chính là cái chỗ này. Được chưa? Như là 4. Như vậy 16 cộng 4 bằng 20. 20 đơn vị thôi, đúng không? Ở ví dụ số 3 này chúng ta sẽ chọn đáp án D. Các em cùng sang ví dụ số 4. Thể tích của vật thể ở hình vẽ bên là bài toán cho hình vẽ như này và cho 4 kết quả. Đây em thấy này, đây là hình vẽ. Mình sẽ kéo dài ra, kéo dài đường này ra. Và cái khối ban đầu được chia thành hai khối hộp chữ nhật. Đây, khối hộp chữ nhật ở bên trong này, em thấy này. Khối này sẽ có 3 kích thước, đó là 7 cm, 14 cm, trong dưới đây 14 và chiều cao là 4 cm. Còn khối hộp thứ hai đây, một chiều là 6 cm, chiều này 15 cm, thì con chiều từ đây đây này sẽ là lấy 15 trừ đi 7 còn 8 cm, ta xuống đây cũng được 8 cm, và chiều cao vẫn là 4 cm. Do vậy hai khối hộp nhỏ này ta đã tính được thể tích của nó, thì ta cộng hai khối hộp đấy sẽ ra tổng thể tích của khối hộp to. V sẽ bằng này, ở trong nhá, 7 nhân với 14 nhân chiều cao là 4, được chưa? Coi đây là rộng, đây là dài. 4 là chiều cao. Khối thứ hai đây, rộng đây 6, dài là 4 và cao là rộng là 6, dài là 8 và cao sẽ là 4. Vậy cộng với lại 6 này nhân với 8 này và nhân chiều cao là 4 đúng không? Ta được kết quả là 584 cm khối. Như vậy ở ví dụ 4 chúng ta sẽ chọn đáp án A, 584 cm khối. Các em cùng chuyển sang ví dụ số 5. Một khúc gỗ với độ dài các cạnh được cho như hình vẽ bên. Tính thể tích của khối đa diện tương ứng. Bài toán cho chúng ta 4 cái kết quả. Đấy. Các em thấy này. Khối khúc gỗ này được chia thành hai phần. Đó, ta kéo dài cái đoạn này ra. Đấy. Phần trên là một khối hộp chữ nhật, phần dưới cũng là một khối hộp chữ nhật. Để tính thể tích của khối gỗ này, ta sẽ tính tổng thể tích của hai khối hộp chữ nhật với nhau. Vậy V sẽ bằng, em nhìn khối dưới có cạnh này bằng 4,
cạnh này, em nhìn cạnh này này, cạnh đáy này sẽ bằng cạnh trên này, đây bằng 2, đây bằng 2, cạnh này bằng 2 thì chỗ này cũng bằng 2, như vậy chiều này sẽ bằng 6, 2 cộng 2 cộng 2 bằng 6, như vậy đây là 4 này, đây là 6 này, và chiều cao bằng 2, vậy thể tích ở khối dưới sẽ bằng 4 này nhân 6 nhân 2, rộng nhân dài nhân cao. Tiếp theo ta tính thể tích của khối hộp ở trên. Khối hộp trên có các kích thước như sau. Cạnh này bằng 2. Đây là chiều rộng này, chiều dài này, đây. Cái này sẽ bằng 4. Cạnh này bằng cái này đúng không? Bằng 4 này. Đây bằng 4 này, đây bằng 2 này, chiều cao bằng 2. Như vậy sẽ bằng 2 này. Rộng này nhân dài này nhân 4 này nhân với 2. Và sau khi ta nhân vào đây không có đơn vị đúng không? Thì bằng 64. Bằng 64 thôi. Do đó ví dụ số 5 ta sẽ chọn đáp án D. V bằng 64.